Cảm ơn Chúa, mặc dù có rất nhiều đổi thay về nhiều phương diện, cả quá khứ, hiện tại và tương lai nữa. Và những đổi thay, những diễn biến chúng ta không có thể lường được. Nhất là điều nóng mà chúng ta đối diện đó là COVID-19. Nó có nhiều biến chủng, nó có nhiều đợt bùng phát, lắng dịu đi để chuẩn bị cho một đợt khác. Chúng ta không biết được. Nhưng chúng ta đang đối diện với lời Chúa. Chúng ta xác định một điều, Chúa của chúng ta không thay đổi. Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời. Bởi vì nếu chân lý không phải chỉ là đúng mà còn không thay đổi. Nếu thay đổi thì không còn gọi là chân lý. Bên cạnh chính Chúa là đấng không bao giờ thay đổi đó, thì những gì Chúa đã phán, những lời tiên tri đã được công bố cũng không thay đổi. Giữa biết bao nhiêu những đổi thay, chúng ta dựa nương nơi Chúa đấng không thay đổi để tin cậy, và dựa nơi lời phán của Chúa không thay đổi để chúng ta được khích lệ, cũng nên run sợ mà làm theo lời của Chúa. Chúng ta thấy Chúa là đấng sáng tạo, Chúa là đấng bảo tồn, Chúa là đấng bày tỏ thần hữu của Ngài để muôn loài vạn vật đi theo ý định tốt lành của Ngài. Và tất cả những công việc đó nó đã được dự định từ trước, mà thần học gọi là nguyên chỉ. Nguyên chỉ nghĩa là kế hoạch đời đời của Chúa trước khi Ngài sáng tạo bảo tồn muôn vật Chúa dựng nên. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có lời của Chúa trong tay, là lời không bao giờ thay đổi từ nơi Đức Chúa Trời đấng phán với mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta cứ được nhắc nhở rất nhiều qua lời của Đức Chúa Trời. Mà sáng hôm nay tôi muốn dùng ba từ ở trong câu Kinh Thánh mà chúng ta làm câu gốc, đó là chẳng đổi được. Thật vậy anh em biết rằng đến sao, người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng không đổi được. Hay là ở đây gọi là chẳng đổi được, ý cha mình đã định rồi. Chúng ta học ba điều ở trong chủ đề chẳng đổi được ở trong buổi sáng nay, nằm trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã cùng đọc chung Kinh Thánh đối đáp khi nãy. Mở đầu ở trong phân đoạn này, chúng ta thấy Kinh Thánh nói đến đặc ân Chúa ban cho. Và kết thúc câu Kinh Thánh này, phân đoạn này, chúng ta cũng thấy đặc ân Chúa ban cho. Điều thứ nhất chúng ta học đó là đặc ân Chúa ban. Và đặc ân tức là những ơn đặc biệt mà Chúa dành cho chúng ta. Không phải ai cũng có. Không biết chúng ta có lưu ý điểm này không? Trân trọng nó hay không? Xem đó là quý báu mà Chúa dành cho chúng ta không? Ê sao? Có nhưng không thấy giá trị của nó. Gia-cốp không có, khát khao nó nhưng không được. Và điều đáng trách không phải chỉ là Ê-sao khinh quyền con trưởng, mà điều cũng đáng trách cho Gia-cốp chiếm lấy nó bằng thủ đoạn. Rất nhiều bài học mà chúng ta học được ở trong câu chuyện này. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến
chủ đề là chẳng đổi được. Trước nhất, bởi vì Ê-sao không thấy được đây là đặc ân. Chúng ta mở ra trong Sáng Thế Ký, chúng ta thấy được Gia-cốp đã chúc phước cho các con của mình. Và những lời mà Gia-cốp chúc phước đó trở thành sự thật. Đức Chúa Trời nhân sự chúc phước của tổ phụ ngày xưa để ban cho hậu tự của họ. Ê-sao thì không thấy điều đó, cho nên ông đã hành động hết sức là đáng buồn. Và đến khi ông ý thức được đặc ân quyền con trưởng là gì, thì ông mới thấy được, khóc lóc cầu xin nhưng không đổi được ý cha mình đã định rồi, tức là phước xuống cho Gia-cốp rồi. Trước hết chúng ta thấy đặc ân Chúa ban cho chúng ta, đó là ơn cứu rỗi vĩ đại, đó là sự tái sinh, đó là sự nên thánh, địa vị làm con cái của Chúa của chúng ta. Không phải tự nhiên chúng ta có được điều đó, không phải sự cố gắng để đạt được điều đó, không bao giờ. Đó là một ơn Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta ý thức điều đó. Chúa lập hội thánh của Chúa trên đất không phải là một tổ chức của con người, nhưng Chúa đem nhiều người tin nhận Chúa ra khỏi thế gian tội lỗi, biệt riêng họ trở nên con cái của Ngài, chuẩn bị cho họ thiên đàng vinh hiển. Và những ngày trên đất là những ngày mà chúng ta nên thánh thực nghiệm, cho đến khi được nên thánh trọn vẹn ở trong tương lai. Và từ nên thánh ở đây, ở trong Kinh Thánh có nói, ở trong Hebrew đoạn thứ 12 câu 14: hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Chúa đã tái sinh mỗi chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa. Chúng ta bước vào một địa vị nên thánh, và từ bước từng bước chúng ta nên thánh thực nghiệm ở trong đời sống. Nên thánh là một điều hết sức là kỳ diệu, phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta, khác với người thế gian. Vì vậy, đừng quên chúng ta đang có một đặc ân hết sức là quý báu. Có một đầy tớ của Chúa giảng nói rằng: hỡi anh em có muốn làm con ruột của Chúa hay là con nuôi của Chúa? Khi người đó đọc ở trong Kinh Thánh về địa vị là con nuôi, đầy tớ của Chúa đó nghĩ rằng con nuôi nó khác với con ruột. Nhưng chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh, danh phận làm con nuôi đó là một đặc ân kỳ diệu. Chúa đến để ban sự cứu rỗi, Chúa lựa chọn dân Do Thái là tuyển dân của Chúa để qua đó mọi người biết Chúa. Nhưng khi họ không thực hiện cái điều hết sức là lớn lao mà Chúa dành cho họ đó, thay vì đem nhiều người về với Chúa, họ khinh dễ mọi người và cho tất cả mọi người đều là củi để chụm cho lửa địa ngục, chỉ họ mới là được cứu. Vì vậy Chúa đã ban ơn cứu những người ngoại bang giống như một cái nhánh cây tháp vào. Địa vị hay là danh phận làm con nuôi không phải giống như người ta nghĩ đó là con ghẻ con ruột, mà danh phận làm con nuôi tức là một đặc ân lớn lao. Chúng ta cũng là dân ngoại bang như những dân tộc khác, chứ không phải là tuyển dân của Chúa. Nhưng chúng ta được Chúa tháp vào, được Chúa ban đặc ân, và chúng ta hưởng tất cả mọi điều mà Chúa ban cho chúng ta như là tuyển dân của Chúa vậy. Và hội thánh của Chúa ngày nay là tuyển dân thuộc linh của Chúa, phải không? Rất tiếc Ê-sao không biết có đặc ân đó, và nếu biết cũng chẳng đánh giá đúng, đến nỗi ông xem thua một cái tô canh phần đậu, cho nên ông bán nó, ông bán rẻ cái đặc ân đó bằng một tô canh mà thôi. Thật đáng tiếc. Ngày nay có rất là nhiều người bỏ Chúa, họ theo
Chúa giống như theo một tôn giáo. Chúa buồn khi hỏi các sứ đồ môn đồ rằng nhiều người đã trở lui không theo ta nữa, còn các ngươi thì sao? Ở đây là một cái câu hỏi mà khiến cho các môn đồ phải suy nghĩ. Các ngươi muốn trở lui chăng? Thì Phi-e-rơ thay mặt các môn đồ trả lời rằng chúng tôi biết theo ai? Vì chỉ có Chúa mới có lời của sự sống. Ông muốn nói rằng chúng tôi không thấy ai xứng đáng hơn Chúa để theo. Chúng tôi không trở lui như những người đã theo Chúa và trở lui. Chúng tôi muốn theo Chúa vì chỉ Chúa mới có lời của sự sống. Bây giờ, nếu chúng ta tin Chúa như theo một tôn giáo, rồi bây giờ có cái buồn vui gì đó chúng ta bỏ, chúng ta theo tôn giáo khác. Rồi có những buồn vui khi những tôn giáo khác chúng ta theo đó, chúng ta quyết tâm không có tôn giáo nữa. Chúng ta sống một đời sống của một người không có tôn giáo, không có Chúa, vô thần. Điều đó có gì đổi thay không? Đối với người đó thì không có gì thay đổi, bởi vì tôn giáo chỉ là một cái gì đó tôn sùng một cái tín điều, một giáo điều nào đó. Nhưng chúng ta theo Chúa đâu phải là như vậy. Chúng ta chọn Chúa là như thế nào? Không biết tại sao chúng ta chọn Chúa, phải không? Vì vậy cho nên xin thưa với quý cụ, quý ông bà, anh chị em, đã đến lúc mà chúng ta phải xem lại cái điều quan trọng là đặc ân Chúa ban cho chúng ta. Sự cứu rỗi vĩ đại mà Chúa ban cho chúng ta. Để cứu chuộc chúng ta, Chúa phải trở thành người. Chúa là đấng vô tội phải gánh lấy tội ác của con người. Và Chúa đã sống lại vinh quang để bảo đảm sự sống mà Chúa hứa. Chúa đi và sắm sẵn một chỗ ở thiên đàng vinh hiển cho chúng ta. Hết thảy những điều đó chúng ta không phải tự nhiên mà có, cố gắng cũng không đạt được đâu. Ấy là nhờ ân điển của Chúa, tức là nhờ ơn lạ lùng của Chúa để chúng ta có được địa vị, danh phận làm con cái của Chúa. Như Ê-sao, chứ không phải là Gia-cốp, được quyền con trưởng. Đó là đặc ân mà Chúa dành cho. Điều thứ hai chúng ta học ở đây, vì cớ đặc ân Chúa dành cho chúng ta, thì đừng quên chúng ta cũng đang đứng trước nguy cơ để mất đi đặc ân đó. Ở trong các câu kinh thánh, từ câu 12 cho đến câu cuối cùng, chúng ta thấy những nguy cơ được nêu ra ở đây cho những người có đặc ân của Chúa dành cho. Khá coi chừng, kẻo có thể trật phần ân điển của Đức Chúa Trời. Kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sao chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Đây là những nguy cơ mà chúng ta, những người có đặc ân, có thể rơi vào. Tôi có thể gom tóm lại có một số các nguy cơ được nêu ra ở đây mà chúng ta đánh mất cái đặc ân của chúng ta, như Ê-sao đã đánh mất quyền con trưởng. Trước nhất trong câu thứ 15 nói rằng rễ đắng châm ra, đó là cái nguy cơ mà chúng ta lưu ý. Chúa trồng chúng ta trong nhà của Đức Chúa Trời, và chúng ta sanh ra bông trái thật là tốt đẹp của Chúa ban cho. Nhưng có một số cây nó có rễ đắng châm ra. Rễ đắng không phải vốn là nó có khi cái mầm sống nó mọc lên một cây. Đây là những bất thường. Rễ đắng châm ra làm cho ô uế, tức là không còn một đời sống tốt đẹp như ban đầu. Cái rễ đó nó bắt đầu đắng.
Có thể có nhiều đắng cay nó xen vào ở trong đời sống của chúng ta, từ trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Và sự cay đắng đó nó tiết ra trong lời chúng ta nói, trong việc chúng ta làm. Một cơ đốc nhân phải ngọt ngào. Những điều ô uế như Chúa Giêsu nói không phải từ ngoài mà vào, từ bên trong mà ra. Đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Có biết bao nhiêu những điều cay đắng đó nó cứ tích lũy, rồi đến một lúc nó làm ảnh hưởng nhiều đến cái kết quả của chúng ta. Ông Gia-cơ đã nói ở trong Gia-cơ đoạn 1 đó, từ trong cái tư dục là những gì bên trong của chúng ta, nó cứ cưu mang, chúng ta không tống khứ nó ra, không loại nó ra, và để nó cứ tích lũy, và ông Gia-cơ nói trong Gia-cơ đoạn 1 đó, những cái điều đó, đó nó tiếp tục cưu mang, và khi đã trọn, sinh ra sự chết. Chúng ta đang để cho những cay đắng ở trong đời sống đó, nó cứ cưu mang, nó cứ tích lũy, dường như không quan trọng lắm trong những gì nhỏ nhặt hay là từ ban đầu vốn có. Đến khi nó cưu mang trọn thì sanh ra sự chết. Chúng ta hãy xem trong đời sống của chúng ta có những rễ đắng nào nó châm ra. Đây là nguy cơ nhỏ, nguy cơ đầu tiên, nhưng nên nhớ rất là nguy hiểm. Khi các con có Chúa đọc Kinh Thánh ở trong Galati đoạn 5, thì trong Galati đoạn 5 có phân biệt đến hai điều là ước muốn của Thánh Linh và ước muốn của xác thịt. Công việc của Thánh Linh được ban cho những kẻ tin Chúa có sự sống của Thánh Linh là sanh ra yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Nhưng cái kết quả, đúng hơn là cái hậu quả của đời sống xác thịt là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ tượng, phù phép, tranh đấu, bất bình, bao nhiêu lắm. Nhưng chúng ta để ý, ở trong phần cuối của nó, hễ ai có những điều đó thì không thấy được nước Chúa Trời. Khi chúng ta đọc câu này, chúng ta cảm thấy rất là lo lắng. Như vậy thì tôi gian dâm thì không nói đi, tội lớn rồi, ô uế, bất bình, đến mê ăn uống, tội nhỏ thôi mà, nhưng mà vì cớ đó nó cũng không hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Ở trong nguyên ý của Kinh Thánh nói rằng, nếu những điều đó mà chúng ta cứ tiếp tục chất chứa, cứ tiếp tục phạm những điều đó thì sẽ mất nước Đức Chúa Trời. Chứ không phải mỗi lần chúng ta phạm tội thì chúng ta mất thiên đàng vinh hiển, không phải. Nhưng chúng ta không ăn năn, chúng ta chất chứa nó thì sẽ mất nước Đức Chúa Trời. Vì vậy ở đây Kinh Thánh muốn nói, trong vòng chúng ta rất dễ có những rễ đắng châm ra là như thế. Thứ hai mà chúng ta có thể thấy cái nguy cơ nó dẫn đến, đó là sự khinh lờn. Chớ có ai khinh lờn như Ê-sau, vì một miếng ăn mà bán quyền con trưởng. Đôi lúc chúng ta đi đến chỗ là khinh lờn, mà trong Hê-bơ-rơ trước giả đã nói sự khinh lờn Đức Thánh Linh thì không còn một tế lễ cứu chuộc nào hết. Khinh lờn tức là chúng ta xem thường nó. Và tiên tri Ê-sai cũng đã nói trong các đoạn cuối, ông nói rằng dân sự của Chúa phạm tội ghê gớm lắm, đến nỗi không phân biệt được thánh hay là phàm. Giết một con chiên để làm tế lễ giống như bẻ cổ một con chó. Thế thì ở đây dân sự Chúa không phân biệt, khinh lờn các con trai của Samuel, các con trai của thầy tế lễ Heli, họ là những người sẽ nối tiếp chức vụ tế lễ của cha mình. Nhưng họ làm việc rất bậy bạ, họ dùng chĩa ba để lấy những vật làm của lễ thánh, họ sử dụng trong sự bậy bạ vui chơi.
Rồi các con của thầy tế lễ thượng phẩm Aaron là thầy tế lễ, họ được bước vào nơi thánh để dâng tế lễ, nhưng họ đã khinh thường sự thánh khiết, và lúc chết họ mặc áo lá, tức là họ không xem đó là nơi thánh, nơi mà dân sự không được vào, chỉ thầy tế lễ mới được vào. Và Chúa đã khiến cho hai người con của Aaron ngã chết trong lúc họ dâng tế lễ thánh vì họ không thánh. Chúng ta có trân trọng công việc thánh khiết của Đức Chúa Trời hay không? Từ trong việc cầu nguyện, từ trong việc chuẩn bị một bài hát để tôn vinh danh Chúa, khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, khi chúng ta nghe lời của Chúa, hay là khi những đầy tớ của Chúa đứng đây để công bố lời hằng sống của Chúa, đây là tất cả những gì mà chúng ta phải hết sức là trân trọng. Chúng ta dự tiệc thánh, và khi nói là thánh chứ khác với bữa tiệc bình thường, thì chúng ta có trân trọng như thế nào? Xin Chúa cho mỗi chúng ta đừng rơi vào trong cái nguy cơ để mất quyền con trưởng như Ê-sao vì chúng ta khinh lờn. Đó là nguy cơ thứ hai mà ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết. Như trong Hebrew đoạn 10 câu 29, khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn thì không còn tế lễ nào để cứu chuộc. Xin Chúa giúp cho chúng ta trân trọng những điều đáng trân trọng, quý giá. Người đời thì không thấy, nhưng chính chúng ta phải thấy. Điều thứ ba, nguy cơ lớn vô cùng, đó là trật phần ân điển. Cái chữ trật phần ân điển muốn nói là điều gì? Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời. Thì câu thứ 16, hãy coi chừng, khá coi chừng, hãy coi chừng. Đây là nguy cơ rất rõ ràng để cảnh cáo mỗi chúng ta. Trật phần ân điển nó giống như một chiếc xe lửa đi trên đường rầy. Nó trật đường rầy, người ta thường hay nói như vậy, nó văng ra ngoài. Mất ân điển, mất sự cứu rỗi. Như điều mà sứ đồ Giăng đã nói trong thời gian thứ hai đó. Anh em hãy coi chừng, hãy cẩn thận, kẻo e có kẻ sẽ mất phần thưởng. Nhưng mất phần thưởng thì thôi, dù sao cũng được cứu dường như qua lửa đi. Nhưng ông Giăng nói tiếp là nếu cứ đi dông đi dài thì sẽ mất Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, tức là mất sự cứu rỗi linh hồn. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta. Tất cả chúng ta, những người ngồi ở đây đều có những ơn phước đặc biệt Chúa ban, và tiếp tục giữ gìn đời sống theo Chúa, học Chúa của chúng ta, để rồi chúng ta được Chúa khen thưởng và bước vào nơi phước hạnh, không trật phần ân điển. Cho nên cái từ trật phần ân điển nó đi đến cuối cùng của tất cả những nguy cơ mà đã đánh mất, như Ê-sao đã đánh mất. Tôi canh phận đậu không đáng giá gì, không giá trị gì, nhưng ông đã bán quyền con trưởng. Judas Iscariot bán Chúa với 30 nén bạc. Giá trị của Chúa Giêsu chỉ có 30 nén bạc sao? Cho nên có một số nhà giải kinh nói rằng 30 nén bạc đúng ra đó không phải là giá để bán Chúa đâu, mà giá bán linh hồn của Judas Iscariot. Và đau buồn ở chỗ là cuối cùng ông không hưởng được một nén bạc nào. Đến khi ông hối hận mà không phải ăn năn thật sự, rồi ông tự kết liễu đời sống của mình đi thắt cổ. Và trước đó 30 nén bạc ném vào ở trong đền thờ. Cuối cùng của một Judas Iscariot là như thế. Và bây giờ nếu chúng ta đi qua xứ thánh để du lịch đó, thì chúng ta sẽ đến một nơi gọi là cái ruộng huyết đó. Người ta sẽ chỉ chúng ta đây là nơi 30 nén bạc của Judas Iscariot mua lấy nó. Và sách Công vụ của sứ đồ đã cho chúng ta biết
Việc của Judas Kitiốt đó là cả thành Jerusalem biết chán, họ nghe quá nhiều, thế mà vẫn có người tiếp tục đi theo con đường của Judas Kitiốt, tiếp tục đi theo con đường của Esau, mặc dầu biết bao nhiêu những gì mà Kinh Thánh đã nhắc nhở chúng ta. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta học lời của Chúa, để từ đây chúng ta rút ra được những cái nguy cơ rất là lớn lao mà chúng ta phải tránh, giữ gìn đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta đó. Điều thứ ba chúng ta học ở đây, tức là hậu quả của nó. Hậu quả tức là những cái điều cuối cùng đáng buồn mà chúng ta phải đối diện. Nhiều người thì không hiểu lửa địa ngục ghê gớm ra làm sao, và họ nghĩ rằng khi một người bị quăng vào lửa địa ngục thì nó sẽ thiêu cháy trong phút giây, có gì đâu đáng sợ, nín chịu đau đớn một chút rồi nó tan theo tro bụi mây khói. Có phải lửa địa ngục chỉ chừng ấy không quý ông bà anh chị em? Nếu như vậy thì đâu có gì đáng sợ, phải không? Hậu quả của một người chối bỏ Chúa bị quăng vào trong lửa địa ngục đó thì nó ghê gớm ra làm sao? Chắc chúng ta chưa có thời giờ để học điều này, nói cho rõ hơn, phân tách cho đúng chính xác hơn. Nhưng ở đây chúng ta có thể thấy rằng cái hậu quả mà Kinh Thánh đã nêu ra, đến đổi cuối cùng Ê-sao khóc lóc đắng cay nhưng không thay đổi được, vì mọi việc đã được định rồi. Dù Kinh Thánh nói rất là rõ, nhưng mà vẫn có một số giáo hội giải thích rằng con người vẫn còn cơ hội để ăn năn sau khi chết mà. Bởi vì Kinh Thánh chép ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đó là Chúa Giê-xu xuống âm phủ để giảng đạo. Như vậy có nghĩa là dầu xuống âm phủ vẫn còn có cơ hội để ăn năn tin Chúa không? Cái chữ giảng đạo đó không phải là Chúa giảng đạo để cho mọi người ăn năn, mà nguyên văn của nó là Chúa đến để công bố. Chúa công bố cái đạo cứu rỗi của Chúa cho những người tin qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Chứ không phải là Chúa giảng cho những người không tin Chúa ở âm phủ họ còn cơ hội ăn năn. Không bao giờ. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết đó, người giàu có ở âm phủ một giọt nước thấm lưỡi còn không có nữa mà làm gì có cơ hội để ăn năn. Cho nên tất cả mọi việc đã được định rồi. Hậu quả rất là rõ ràng mà Kinh Thánh đã nêu ra cho chúng ta thấy ở đây. Cái từ bị bỏ là một cái từ rất là đáng cho chúng ta suy nghĩ. Bị bỏ ở đây có nghĩa là loại ra, quăng ra. Nó giống như là muối đã mất mặn rồi, không có lấy giống chi mà làm cho mặn lại, phải không? Chỉ bị quăng ra ngoài để làm gì? Để người ta dài đạp dưới chân, vì nó đã mất mặn, nó không còn cái gì nữa khi muối đã mất mặn. Và cũng với ý nghĩa đó, chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26 á, nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì lấy giống chi mà đổi được. Khi mất linh hồn rồi thì không có lấy chi mà đổi được. Cho nên những cái từ ở trong Hebrew dùng là bị bỏ, cái từ trong Matthew đoạn 5 câu 13 là mất mặn, và cái từ trong Matthew đoạn 16 câu 26 là lấy giống chi mà đổi được, không hề. Đừng để tới lúc đó chúng ta mới nhận ra như Ê-sao khóc lóc cầu xin không thay đổi được đâu. Bởi vì tất cả đã được định rồi. Bởi vì khi chúng ta bị bỏ, cái từ bị bỏ này chúng ta mở ra trong Kinh Thánh, chúng ta thấy được ông
Phaolô nói ở trong Roma đoạn 9, ông nói rằng sẵn sàng bị bỏ vì dân tộc của mình. Sứ đồ Phaolô rất buồn khi thấy dân tộc của mình chống nghịch Chúa, phạm tội với Chúa, chắc chắn bị hậu quả. Và ông nói rằng ước gì ông bị bỏ vì dân tộc của mình để họ được Chúa chuộc. Cái chữ bị bỏ kinh khiếp như vậy đó. Giống như ông Môi-se đã nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa xóa tên tôi trong sách sự sống của Chúa để dân tộc của tôi được cứu. Đây là những cái từ kinh khiếp lắm, mà đến lúc nào đó chúng ta sẽ nhận thức được, nhưng quá trễ rồi thưa quý ông bà anh chị em. Những cái từ xóa tên sách sự sống, những từ bị bỏ, những từ muối mất mặn quăng ra ngoài và mất linh hồn thì không có lấy giống chi mà làm cho đổi được bao giờ. Nguyện Chúa ban ơn và giúp đỡ cho mỗi chúng ta, để rồi chúng ta sẽ không rơi vào trong cái hậu quả như những điều mà Kinh Thánh nói. Mọi việc đã được định rồi, tức là không còn một cái cơ hội nào. Chắc chúng ta cũng thường nghe nói một cái câu này: điều gì không mua được bằng tiền thì sao? Thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Đúng không quý mạng xem? Đó có phải là chân lý không? Điều đó có thể là một thực tế có, nhưng không phải là chân lý đâu. Có thể có những điều mà người ta sẽ không mua chúng ta bằng ít tiền, nhưng khi quá nhiều tiền sẽ mua được chúng ta. Nhưng thật sự dù là ít tiền hay là rất nhiều tiền vẫn không có thể mua được những điều nào đó, hay là không đổi được bao giờ cho một linh hồn được Chúa cứu rỗi, cho một đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta, danh phận làm con cái của Chúa, và trong điều mà Chúa ban chúng ta là chất mặn của muối. Tiền bạc không thể nào đánh đổi được những điều như vậy. Có một anh kia tự hào rằng mình có một cái viên ngọc rất là quý, nó lớn, nó đẹp. Anh khoe với mọi người, anh quăng lên rồi anh chụp lấy nó, anh khiến cho mọi người cảm thấy rất là lo sợ. Và một lần kia anh đi vượt biển, anh đứng trên cái bon tàu đó, anh cũng quăng lên chụp. Anh muốn cho mọi người biết rằng đây là cái viên ngọc này quý giá vô cùng này, không phải ai cũng có. Đúng là như vậy. Nhiều người nói rằng: anh ơi, đừng có làm điều đó, nguy lắm, nó rớt xuống biển là tiêu. Đừng nên. Anh nói: không, coi nè, anh biểu diễn đó, quăng bên đây rồi chụp bên kia. Người ta cảm thấy rất là sợ. Rà rồi, đúng là nó rớt cái tổm xuống biển. Và nếu anh muốn tìm nó, anh nhảy theo và chắc chắn anh cũng chết. Khi một viên ngọc nó rơi xuống biển và anh không kịp để nhảy theo mà vớt lấy nó. Đôi lúc chúng ta coi khinh thường ơn cứu rỗi vĩ đại mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, coi thường công tác thánh quý báu mà Chúa giao cho chúng ta. Dường như chúng ta không thấy giá trị sự thu hút của thiên đàng, và chúng ta không còn đáng sợ địa ngục là gì nữa. Chúng ta có một lương tâm không còn thanh sạch nữa, lương tâm không tốt nữa, lương tâm không nhạy bén nữa, mà lương tâm chai lì rồi thưa quý vị. Nguyện Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta, để rồi chúng ta học được bài học ở trong buổi sáng hôm nay, sẽ có những điều chẳng đổi được bao giờ. Tôi có đọc một quyển sách nói về mục sư Vương Minh Đạo, vị mục sư hậu trưởng của Hội Thánh Tin Lành Trung Hoa lục địa. Không biết câu chuyện đó người ta thêu dệt để dạy dỗ hay là sự thật như vậy. Vẫn có hai cái luồng tư tưởng. Người ta kể rằng mục sư Vương Minh Đạo bị quăng vào trong tù, và chính quyền lúc bấy giờ đã dùng những lời ngon ngọt để khiến ông bỏ Chúa đi, bỏ chức vụ đi.
Không được thì họ dùng mọi cách để đe dọa, ngày nào cũng tra tấn ông, và phải bỏ Chúa đi, già rồi, bệnh rồi, sắp chết rồi mà. Ông chối Chúa đi, chỉ cần nói một tiếng thôi chúng tôi thả ông ra, ông được bình an trong tuổi già. Không bao giờ một sư viên minh đạo có thể làm điều đó. Nhưng rồi không biết như thế nào, sách ghi lại rằng cuối cùng ông đã chối Chúa. Và trước khi người ta thả ông ra khỏi tù thì phát lại những cái lời ông nói qua cái băng cassette. Khi nghe điều đó thì ông không nghĩ rằng Vương Minh Đạo này là chối Chúa bao giờ. Không, ông nói rằng xin rút lại, nếu có hãy tiếp tục giam cầm tôi đi, tôi không bao giờ chối Chúa. Rồi tiếp tục giam ông. Đến khi tình hình được thay đổi, thả ông ra. Và lúc bây giờ ông bị bệnh rất là nặng. Nhiều người khuyên ông hãy đi Mỹ, đi Pháp để chữa trị. Ông nói không. Ít lắm tôi cũng đã có một lần sai lầm, nhưng kịp dừng lại, kịp ăn năn. Không, những ngày ngắn ngủi tôi cần phải có mặt ở đây với anh em. Thay vì đi nước ngoài để trị bệnh, tôi ở đây với anh em trong những giờ phút cuối của cuộc đời tôi. Và cuối cùng ông chết một cách rất là tốt đẹp. Có thể một sư Vương Minh Đạo được ông bác sĩ Tống Thường Tiết so sánh nha. Có ba nhân vật rất lớn ở tại Trung Hoa lúc bấy giờ. Thứ nhất là một nhà giải kinh rất là giỏi, đó là ông Nghê Thắc Thanh. Một người lãnh đạo tuyệt vời là một sư Vương Minh Đạo. Và một người giảng dạy đi vào lòng con người là bác sĩ Tống Thường Tiết. Vương Minh Đạo là một nhân vật điển hình để cho chúng ta thấy ông đang đứng trước đợt sóng ngọn gió để chịu tất cả mọi điều nặng nề cho hội thánh Chúa lúc bấy giờ. Sức chút nữa ông đã mất linh hồn, nhưng ông kịp dừng lại để ăn năn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi có thể biết mỗi người chúng ta đã đối diện với rất nhiều thử thách, sẽ có nhiều cái đánh mất của chúng ta, mất tiền bạc, mất tài sản, thậm chí mất danh dự, mất sự sống. Nhưng đừng để mất linh hồn của chúng ta. Hãy giữ lấy đặc ân được Chúa cứu chuộc trong đời sống của chúng ta. Hãy ý thức được những nguy cơ mà Kinh Thánh nêu ra để dừng lại kịp lúc, để chúng ta sẽ không đánh mất linh hồn. Bởi vì có những lúc chúng ta sẽ ý thức nhưng trễ quá, không đổi được bao giờ, giống như Ê-sao vậy. Xin Chúa dùng lời của Chúa để nhắc nhở tất cả mỗi đời sống của chúng ta hôm nay. Amen.